Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế bánh xe chân đen tựa da vuông bên mình cho các bạn xem nhé. Hiện tại mẫu này bên mình có sẵn 3 màu, màu trắng này, màu nâu và màu đen nhé các bạn. Ghế này thì đặc biệt là các bạn có thể xoay được 360 độ nhé. Có bánh xe di chuyển rất là dễ dàng đấy các bạn. Và nâng lên hạ xuống từ 38 đến 50 cm nhé các bạn. Đây mình ngồi ngẫu cho các bạn xem này. Ngồi này đi. Đây nhá. Ghế xoay rất là dễ này các bạn này. Chân của nó là nhựa này các bạn này. Nhựa đục màu đen rất là chắc chắn nhé. Bánh xe di chuyển dễ dàng nhé các bạn. Đó. Đây. Đây là chiều cao thấp nhất và đây chiều cao cao nhất của ghế nhé các bạn. À, thôi, mình quay qua một đoạn giới thiệu sản phẩm vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì thì inbox cho shop để được tư vấn kỹ hơn nhé. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.